Thánh nhỏ Mr. Bean chán diễn hài chuyển sang làm điệp viên thì sẽ như thế này đây, cứ mỗi lần dùng đến súng thì nó quay ra phản chủ. Khó khăn lắm mới hẹn hò được một người đẹp thì lại bấm nhầm nút đá bay cô nàng lên không trung. Rồi không biết còn bao tình huống hài hước cười ra nước mắt nữa đây. Mời các bạn đón xem bộ phim có tên Điệp viên không không thấy. Mr. Bean đang nhận nhiệm vụ đột nhập vào một dinh thự để lấy đi một gói hàng rất giá trị. Điệp viên nhà người ta thì xuất quỷ nhập thần, còn nhà mình thì vừa vào đến nơi đã bị hai con chó lao ra cắn. May mà chúng là giống chó Shiba của Nhật, chỉ thích chơi không thích trong nhà nên ông mới thoát được. Sau khi lấy được gói hàng, ông đang định chim én rời đi thì bị một cô nàng cùng hai quả bưởi năm roi vác súng uy hiếp. Với khuôn mặt nam thần cộng kinh nghiệm tình trường nhiều năm tán gái hụt, lơ ngơ thế nào ngài Bean lại hút hồn được người đẹp. Đang chuẩn bị mờ lem thì tay trợ lý gọi dậy thế mới đau. Mày gọi tao chậm 5 phút có phải tao chén quả ngọt rồi không? Thật ra Mr. Bean chỉ là một điệp vụ quèn chuyên cung cấp thông tin cho các điệp viên khác. Hôm nay là ngày 001 người xuất sắc nhất đến lấy tài liệu, ông vui vẻ giao cho anh ta túi hồ sơ. Thậm chí còn tự hào khoe rằng ông đã mã hóa cả mật mã tàu ngầm nên anh cứ yên tâm. Chắc là vì quá yên tâm nên giờ ai muốn gặp 001 thì phải chờ đến rằm hoặc mùng 1, vì anh đã hy sinh với lý do rất lãng xẹt, đó là không thể mở cửa được tàu ngầm. Trong đám tang của 001, ngài Bean được giao nhiệm vụ đón giám đốc điều hành. Đang tự tin khoe khoang đây là nơi an toàn nhất thế giới thì một quả bom lớn phát nổ làm số điệp viên còn lại chết sạch. Thế là mấy ông sếp lớn phải mở cuộc họp khẩn giao vị trí quan trọng này cho Mr. Bean, vì làm gì còn điệp viên nào nữa đâu. Ngày đầu nhận việc ông xuất hiện rất chi là ngầu, ấy thế mà khi lấy le trước cô thư ký lại ném miệng nó cái áo khoác qua cửa sổ. Sau đó còn tay máy cây bút làm cô em dính đạn ngất ngay tại trận. Anh có thấy cô thư ký của tôi đâu không? À chắc cô ấy ra ngoài mua trà sữa. Rất may là trong lúc ông giám đốc mải mê nói về nhiệm vụ bảo vệ vương miện cho nữ hoàng thì đội cấp cứu vào bế cô thư ký đi, chứ không thì sớm đã bị lộ tẩy. Trước lúc đi ông giám đốc căn dặn vì là làm việc cho nữ hoàng nên nhất định không được để ra sai sót. Xin lỗi ông, sai sót đánh vần thế nào nhỉ? Hình như nó không có trong từ điển của tôi. Ngài Bean theo nhiệm vụ đến tháp London phát hiện ra một cô em rất khả nghi, vì mải theo dõi mà vô tình vén váy của một quý bà xém nữa thì bị tát cho lịch hàm. Khi đến làm quen mới biết cô nàng tên Lona trong nhóm phục chế vương miện, đã vậy lại còn nhầm ông chủ buổi tiệc Pascal là người phục vụ. Giúp tôi lấy thêm một ly cho cô gái xinh đẹp này. Xin lỗi, đây là người phụ nữ của tôi, anh có thuộc bài Ôi con sông quê không nhỉ? Lúc Pascal đang đứng phát biểu thì đột nhiên đèn trong căn phòng tắt hết, thoáng thấy bóng đen vụt qua cửa sổ, ngài Bean liền cầm chai rượu chờ sẵn ở lối ra vào. Nhưng khi ra đòn thì hình như có gì sai sai, thôi bỏ mẹ rồi đánh nhầm đại tá quân đội. Tôi thấy tên trộm đánh ông ấy chạy vào trong này, mọi người cứ để tôi xử lý hắn. Bên ngoài thì cứ nghĩ là có một cuộc chiến kịch liệt, nhưng hóa ra lại là cú lừa tình của ngài Bean. Sau màn tự biên tự diễn đánh bại kẻ đột nhập, ông bước ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của các quan khách, rồi tự tin giới thiệu về vẻ đẹp của chiếc vương miện. Nhưng khi mở ra thì tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, nó đã không cánh mà bay từ lúc nào mất rồi. Pha này giờ thì rất căng co vì sự việc lần này ông giám đốc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, nên ông đã mời một họa sĩ đến và yêu cầu ngài Bean mô tả lại hình dáng của tên cướp. Quá khứ chơi dại làm hại tương lai, không còn cách nào khác, Mr. Bean đành dùng giỏ hoa quả trên bàn để tả theo. Tóc xoăn màu cam, chột một mắt, răng thưa, mặt có hai vết sẹo hình trái chuối. Nhìn phác họa tên cướp, ông giám đốc không tin lắm nhưng miễn cưỡng cấp cho Mr. Bean một con siêu xe full option. Ông phóng thẳng đến tháp London để trình bày về cách thức lấy cắp của tên trộm. Theo kinh nghiệm nhiều năm thì hắn có thể trèo qua cửa sổ hoặc đu từ trần nhà xuống, nhưng cái lỗ to thế kia lại không nhìn thấy, không có anh trợ lý đỡ cho thì ngã dập cổ. Để bớt nhục, ngài Bean đành chui theo lỗ xuống phía dưới, khi trèo lên phía đường hầm bên kia đã phát hiện ra bọn cướp đang vận chuyển chiến lợi phẩm đi. Phe này thì lập công lớn rồi, hai thầy trò xông lên cầm súng uy hiếp, đang ung dung tự đắc thì băng đạn chẳng hiểu sao rơi mỡ nó ra ngoài, chỉ chờ có thế bọn cướp tung hỏa mù rồi nhảy lên xe tăng phá cửa én đi mất. Hai thầy trò vội chạy về lấy xe đuổi theo thì phát hiện nó đang bị cẩu đi vì đỗ sai chỗ. Bần cùng sinh đạo tặc, ngài Bean nhảy luôn cả con xe tải để phóng theo tránh mất dấu mục tiêu. Nhưng vì chiếc xe to quá khổ không lạng lách bám đuổi được, nên ông nghĩ cách trèo ra sau để lấy con xe chiến của mình. Khổ nỗi là đường quá đông, chiếc xe không tìm được chỗ tiếp đất, nên cả người và xe cứ treo lơ lửng ở trên đường. Đã thế lại còn bị camera giám sát bên đường chụp hình lại, thế là ngài Bean dùng tên lửa bắn hạ luôn cho đỡ phiền phức. Đến đèn đỏ, do khoảng cách quá bé xe tải không thể lọt qua được đã phải dừng lại, đúng lúc đó cô nàng Lona phóng mô tô vượt lên đuổi theo tên cướp. Tay cấp dưới bấm nút điều khiển hạ siêu xe xuống, nào ngờ lại đáp đúng vào cái cáng của một xe khác. May mà là hàng hiệu nên ông dễ dàng đá số lùi quay 180 độ thoát ra ngoài. Đến ngã ba, Mr. Bean nhìn thấy một chiếc xe tang lễ đi qua, không nghĩ nhiều ông bám theo tới nghĩa trang. Phải nói là các anh có khả năng diễn xuất rất tốt, sau này có thể diễn trò vui cho các bạn tù khác. Trang điểm rất xuất sắc, còn đóng đinh như thật thế này sao? Các anh định 2 tuần nữa sẽ đào nó lên phải không? Luyên thuyên một hồi thì mới phát hiện đây là đám tang thật, rất may anh trợ lý kịp thời đến giả làm bác sĩ tâm thần.
nói ông là bệnh nhân trốn chạy phải đón về, nhờ thế mà thoát được chứ không đã xanh cỏ rồi. Thì ra kẻ đánh cắp Vương Miện không ai khác chính là Pascal. 200 năm trước tổ tiên ông chính là dòng dõi quý tộc được kế thừa ngai vàng, nhưng không hiểu vì sao lại bị trục xuất ra khỏi nước Anh. Chính vì thế nên hắn muốn xoán ngôi đoạt vị, nhưng để chính thức ngồi lên ngai vàng thì bắt buộc phải được sự thừa nhận của Tổng Giám Mục. Vì thế hắn đã chụp các góc khác nhau để làm ra chiếc mặt nạ giả giống y người thật. Còn về Mr. Bean thì Pascal không để trong mắt, vì chẳng có điệp viên nào lại ngáo ngơ và phê cần như thế này. Có điều để kế hoạch thành công trọn vẹn, Pascal sai người có cơ hội sẽ cho Mr. Bean đăng xuất ngay khi có thể. Theo tình báo thì đội điệp viên cũng đã tìm ra được hai tên cướp là người của Pascal. Mr. Bean nghi ngờ ông ta là chủ mưu vụ này, nhưng giám đốc MI7 lại không tin, vì ông ta giàu có thế thì lấy Vương Miện để làm gì. Ông ngoan cố tự mình cùng cấp dưới đi điều tra, nhưng vừa xuống đến hầm gửi xe đã bị người của Pascal đánh úp. Khẩu súng của ông không biết có thủ với chủ không mà lúc cần dùng thì lăn ra hỏng. Thấy tên sát thủ chạy trốn, ngài Bean ra lệnh cho cấp dưới chạy lên tầng truy bắt, còn mình thì sẽ đi đường khác chặn đầu. Thế mà lúc quân địch chạy sau lưng ông lại không biết, đến lúc lao lên thì lại đánh nhầm anh cộng sự. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu. Nhìn thấy chiếc mô tô của Lona đang đậu ven đường, ông theo vào trong quán với mục đích tra khảo cô nàng. Vì hai vụ án gần đây lần nào cũng thấy ả ta xuất hiện. Cô nàng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, còn đút cho ông một miếng sushi trước khi rời đi. Đang tính đuổi theo thì chiếc cà vạt vướng ngay vào băng chuyền làm các thượng khách nháo nhào cả lên. Đúng là ăn cũng không yên với thánh nhọ. Tối hôm đó ông lên kế hoạch đột nhập vào tòa nhà Pascal từ trên máy bay. Anh trợ lý sẽ hạ xuống tầng 12 để phá vỡ hệ thống bảo vệ, còn Mr. Bean sẽ xuống tầng 14 chờ tín hiệu an toàn mới hành động. Trước khi đi, anh cộng sự đưa cho ông chiếc đồng hồ định vị, nhưng ngài Bean từ chối vì điệp viên chuyên nghiệp thì không nên phụ thuộc vào công nghệ. Kết quả là ông nhảy mịa nhầm vào tòa nhà của bệnh viện. Vào bên trong thấy rất nhiều phòng thí nghiệm, ông liền nghĩ rằng tên này đang nghiên cứu thứ gì đó rất nguy hiểm, nên đã bắt hết bác sĩ và y tá lại một phòng. Cho đến khi hỏi ra mới biết tòa nhà Pascal ở bên cạnh, quê quá quê giá như có cái lỗ này mà chui xuống thì tốt. Để giảm tải nỗi nhục này, ngài Bean đành lấy cớ đây là buổi tập duyệt rồi chim én rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Kế hoạch bị hỏng nên anh trợ lý đành phải xuống tầng hầm đón sếp. Khi đột nhập vào trong thì họ phát hiện ra Pascal đang cho người đóng giả làm tổng giám mục, tên này còn có hình xăm chữ ở mông. Nhưng lúc xông vào thì không thấy ai cả. Trong lúc tìm kiếm, vô tình ông xem được video quay lại âm mưu xâm chiếm nước Anh của tên Pascal. Lúc này một tên đàn em thấy động mò tới, Mr. Bean nhanh trí núp sau cánh cửa nên khi hắn vào trong đã bị khống chế dễ dàng. Ông định dùng thuốc nói thật bức cung để hắn khai ra toàn bộ âm mưu của Pascal, ai ngờ trích nhầm thuốc an thần đã thế lại còn tự trích vào tay mình khiến cả hai giờ như đứa trẻ con phê sữa. Đúng lúc này thì hai tên đàn em khác cầm súng xông vào, may mà có người đẹp Lona ra tay đánh ngất chúng. Thì ra cô là đặc vụ của Pháp đang được lệnh theo dõi Pascal, hắn đang âm mưu chiêu mộ những tù nhân được thả tự do từ 6 tháng trước. Ba người nhanh chóng trà trộn vào bữa tiệc để báo tin cho giám đốc MI7. Ngài Bean do ngấm thuốc nên đã loạng choạng cắm mặt vào hai trái bưởi ngoại cỡ của một quý bà. Để giúp Mr. Bean tỉnh táo hơn, người đẹp Lona kéo ông ra trình diễn một bản tango. Pascal thấy bị cướp mất ghẹ thì tức sôi máu. Đã thế đàn em lại đến thông báo kẻ đột nhập chính là ba người. Hắn ngay lập tức đến gặp giám đốc MI7 tố cáo Mr. Bean tự động đột nhập vào nhà mình. Đã vậy còn vào buổi tiệc khi không có vé. Quá êm mặt, ông giám đốc liền kéo Mr. Bean ra một góc, giảng giải đạo lý một hồi rồi trực tiếp cách chức ông luôn. Ngài Bean lúc này buồn thê thảm, đời thế là hết còn cái méo gì nữa đâu. Không còn vật ngáng đường, Pascal thay đổi kế hoạch đến trực tiếp uy hiếp nữ hoàng ký giấy thoái vị. Thôi đừng động đến chó cưng của ta ký giấy cho các ngươi là được chứ gì. Tin tức nhanh chóng đến tai thủ tướng và ông đã phải mất 10 tiếng tra lại ra phả để tìm được người thay thế, đó chính là Pascal. Nhưng hắn lại tỏ ra không biết gì, đã thế còn âm thầm cho người trả lại Vương Miện. Ngày hôm sau, Lona đến tìm Mr. Bean cho biết Pascal đã về Pháp để họp bàn với 13 tên tội phạm khét tiếng, cô cần có sự giúp đỡ của ông. Sau một hồi thuyết phục của người đẹp thì cuối cùng ngài Bean cũng đã đồng ý đi theo. Trên chiếc thuyền đi tới lâu đài của Pascal, Lona nói rằng cô đã ly dị chồng 3 năm nay mà hàng họ chưa ai động tới, nên muốn ngỏ ý mời ngài Bean húp sò lông vì rất cảm mến sự thật thà của ông. Lòng thì rất muốn vì con chim non lâu ngày chưa được ăn, nhưng chẳng biết vụng về thế nào người đẹp lại hiểu nhầm ông là thanh niên nghiêm túc không muốn lợi dụng tình cảnh trước mắt. Miếng ăn ngon trước mặt mà để mất đúng là tiếc ngẩn người. Để vào được lâu đài của Pascal, ông đã chọn cách không ai nghĩ ra, đó là chui vào đường ống nước thải. Đúng lúc này thì ở trên mọi người vừa công tác xong chuẩn bị xả nước, kết quả là cả một đống mứt rơi trúng đầu, khi ông ngoi lên được thì cũng biến thành người phân mất rồi. Lona dưới này cũng leo cầu thang để vào lâu đài. Thấy Mr. Bean bốc mùi không khác gì đống phân di động nên cô đã kéo ông vào nhà tắm. Sau đó hai người men theo phía trên nghe được âm mưu chính thức của Pascal, hắn muốn biến nước Anh thành nhà tù lớn nhất thế giới, lấy nó làm cỗ máy kiếm tiền. Mr. Bean quan sát thấy chiếc máy chiếu, ông kéo người đẹp vào phòng bàn kế hoạch đánh cắp đĩa CD. Nhưng vô tình bấm nhầm nút phát âm thanh, làm lộ hết cuộc trò chuyện ra bên ngoài.
Đến quỷ với ông thần này, sao hắn có thể làm được điệp viên vậy nhỉ? Mr. Bean nhảy xuống dưới cầm súng uy hiếp trong sự sợ hãi rất giả chân của mọi người. Ông đưa tay lấy đĩa CD thế méo nào lại lấy nhầm một chiếc đĩa khác. Thấy đám đàn em của Pascal từ phía sau uy hiếp, ông vẫn tỏ ra tự tin vì nghĩ rằng còn có Lona, nhưng người đẹp đã bị mấy anh to con xích cổ từ lâu rồi. Để cứu nước anh, ngài Bean bất chấp nguy hiểm định cho Pascal lên bảng đếm số, nhưng chiếc súng chết tiệt lại quay ra phản lại chủ nhân. Kết quả là ông và người đẹp bị nhốt chung vào nhà tù của lâu đài. Anh cộng sự cũng học theo ngài Bean chọn con đường thối nhất để đi. Dù đã cứu được ông và người đẹp nhưng con đường trở về nước anh có vẻ rất nặng mùi. Vì nghĩ rằng tên Pascal sẽ cho người đóng giả làm tổng giám mục, nên ông đã lợi dụng đánh ngất một linh mục đại diện nước anh để trà trộn vào buổi lễ phong tước. Khi tên Pascal đang chỗm trệ ngồi trên ngai vàng nghĩ mình cầm chắc chiến thắng, thì ngài Bean đứng ra vạch tội của hắn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Để có thêm bằng chứng thuyết phục ông buộc tội tổng giám mục là giả, nhưng khi cố lột mặt nạ ra thì lại chẳng thấy hiện tượng gì. Lúc này ông chợt nghĩ tới hình xăm ở mông, kết quả làm cho tổng giám mục lộ hàng xấu hổ không biết úp mặt vào đâu. Trước khi bị bắt đi, ông cố gắng kêu cộng sự của mình chiếu đoạn video trong đĩa CD, nhưng trên màn hình lại là cảnh ông đang vừa hát vừa nhảy trong nhà tắm. Thôi không ổn rồi, chuột rút nhanh cho lẹ. Ngay lúc tổng giám mục chuẩn bị phong Pascal làm vua thì ngài Bean đu dây xuống nhảy chiếc vương miện đi mất, nhưng do không bám được vào đâu nên cứ bay qua bay lại. Tên Pascal lúc này mới lộ bộ mặt thật, hắn rút súng ra uy hiếp, thậm chí còn chổng mông về phía quan khách để sỉ nhục nước Anh. Sau cùng hắn bắn về phía ngài Bean làm chiếc vương miện rơi xuống. Đội nhanh cho ta không, tất cả chết hết bây giờ. Đúng lúc chuẩn bị được đội chiếc vương miện thì ngài Bean một lần nữa rơi xuống đá đít hắn ra khỏi ngai vàng. Chiếc mũ vô tình chụp trúng đầu và ông chính thức trở thành vua trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả mọi người. Cờ đến tay là phải phất, ông ra lệnh cho lính xích cổ ngay Pascal lại. Cuối cùng ông cho trả lại vương miện cho nữ hoàng. Bà cho em về nghề điệp viên yêu thích của em chứ ngồi cái ngai vàng này phức tạp lắm, em chịu thôi. Nữ hoàng sau đó phong tước hiệp sĩ cho ngài Bean, sau tất cả thì ông cũng có buổi hẹn hò chính thức với người đẹp Lona. Đang chuẩn bị mờ lem thì cái tay chết tiệt chạm nút điều khiển đá bay người đẹp lên không trung và không có dấu hiệu quay trở lại. Cứ đà này thì chắc ngài Bean sẽ còn ế dài dài. Bộ phim đến đây là hết. Các bạn đừng quên follow ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập phim tiếp theo.